Hay quá hả? Nắp đâu? Dạ. Coi coi cái này chút chiên gà. Gà là gà. Không không cần nước, không cần gì hết á. Ừ. Gà một chút chiên gà trong đây luôn, không cần miếng dầu nào. Chừng tự nó ra dầu tự chiên. Mấy chị không trừ khi mình không biết. Dạ, mình biết cái sạc cái này nè. Em đó em bệnh lắm à. Chứ không phải là phải giờ, giờ em cũng là 60 rồi. Trong cái, nếu mà mua về thì nó trong cái bộ set này sao vậy? Chị cắt cho anh làm để lấy cái đồ của nó là cho hết. Nhưng mà nó có cái lực lệ của nó. Ví dụ như bây giờ anh đưa tên cho chị Hồng, anh mua bộ trước đi. Rồi anh đưa tên cho chị Hồng hai cái tên, hai số phone, hai địa chỉ. Hai người đó sẽ gọi lên công ty, gọi anh sao, sao hỏi anh sao đó. Thì gọi nó y chang vậy, cho cái máy này phi. Dạ, từ từ chị yêu cầu mình làm chủ của nội trước. Xong rồi chị lấy ấm nước cũng tương tự vậy. Dạ, cũng lại dẫn người tới ăn coi đi, người ấm nước và bộ dao. Đồ của nó chị xài chị mê lắm. Chị học được bộ nhập mà. Không, cũng Mỹ chị. Đồng Mỹ. Mỹ. Đồng Mỹ. Đồng Mỹ. Không bằng đâu chị. Cái này mắc bên dưới đây đàng hoàng. Dạ. Nhưng mà chị, nếu mà chị mua một bộ của nó, một bộ thì nó có cái gì chị? Dạ, một bộ của nó đó, trước mắt là chị Hồng giúp anh lấy cái này free nha. Dạ, rồi, cái này free. Chị Hồng chỉ cho anh chị đi, chị Hồng. Này dưa leo anh muốn sắc xử, muốn cái lưỡi nào anh. Cái này em chỉ quay máy không thôi. Dạ, anh quay máy. Tính làm đi, tính làm gì. Anh muốn sắc cái nào. Chị làm quen đi, chị làm quen. Làm sợ đi, làm sợ trước đi. Dạ, chị không, cái này lát đi, giống như mình ăn ở nhà đó, mình ăn. Miếng ăn miếng đó, mình ăn gắn vô nữa. Dạ, hay làm gỏi. Dạ, gắn dễ lắm. Dạ, gắn lẹ. Mà không có gắn. Gắn chữ chắc này ngon lắm nha. Nó có cái khớp thì chắc có cái khớp mình nói như nó ngắn quá. Này cắt sợi. 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 Dạ, cái này làm gỏi. Anh gỏi mà được chơi. Ví dụ như bây giờ anh làm cái gỏi cho sợi nó dài đó thì mình tháo cái này ra. Dạ. Anh hát dạ, tháo ra về cái rock melon đó, hay là cái rock melon, hay là cái mấy cái dưa đó. Ok. Dạ, nó dài dài vậy, nó dài được một chút em. Dạ, để quay lại mình sợi. Nó có cái gì để xếp thì không chị, giờ cái này không chị không quay được kiểu nhẹ thôi. Dạ. Nếu vậy tại sao mình bỏ đó? Anh bỏ này đóng được dài lắm. Nó ngắn, nó sẽ cột mình mở ra để mở ra lấy ra cái sợi dài, lấy cà rốt. Như vậy bà cà rốt cũng được luôn hả? Cà rốt trời ơi, ngon lành luôn á. Dạ, cái gì cũng được hết, nhất là chị làm. Dưa leo thì nó mềm, nếu mà nếu cà rốt nhiều khi nó cứng khó làm hơn. Không, dễ làm hơn. Dễ làm lắm, dễ làm hơn. Dễ làm hơn, khó làm. Cà rốt dễ lắm. Chị làm fruit salad á thì bào dưa hấu rồi nó rất là tốt. Em có cà rốt không? Bà đi cho coi. Yeah. Có cà rốt không? Dạ, yeah, chắc có. Nếu mà cà rốt được thì coi như mấy bánh mì nó chơi cái này hay. Bằng tay. Nó lẹ hơn. Lẹ hơn mà không có bánh mì kẹp á chị. Nè, có rồi, không có bánh. Không bán ha. Không có bánh, không có đứt tay. À. Được rồi. Không có đứt tay. Đúng rồi, đúng rồi. Ít thì ok chứ mà gà sót nó bào bao nhiêu cà rốt, cả bao cả chục ký cà rốt này mà ngày quay tay, quay tay. Mẹ quay tay. Cái kia nó bào bé thì vậy mà bào ra được, nó không bé nhưng mà bào được hết. Cái này chỉ mềm thôi em, bị cứng nó khó khó làm á. Mấy cái máy xay cà rốt nó bỏ cho máy bà ấn mì á. Nó kêu nó gì là nó là mà dễ sợ luôn. Dạ rồi nè, tới nhà nữa không tới. Dạ, để nó đi, để nó đợi đi chứ nào. Rồi từ khi chị nấu vậy đó để mở lên nữa rồi. Cái nồi cái nồi này phải xài bằng gas nè. Cũng không cần đổ nước. Được, gas cũng được. Hai thứ vừa được gas. Phải đổ dầu. À, không cần đổ dầu nè. Không cần nước. Không cần dầu, không cần nước. Hấp mà không cần nước. Giờ mình mở tốc độ lửa bao nhiêu cũng được hay sao? Hay nó dễ khét, anh phải mở lửa nhỏ từ từ. Để nhỏ nhỏ thôi ha. Lớn quá thì nó nhanh lắm. Cái nhỏ này nó mau sôi lắm. Nó muốn bị khét thì chị em tưởng nó không bị khét chứ. Nó bị khét rồi, tại vì mở lớn. Mở lớn rồi, quá. Mở lớn nó khét thì cái khét của nó. Em biết được là đặc biệt là khi nào mình mở cái ra, bây giờ mình mở về sao nó không bị khét. Cái này bị khét thì cũng còn buồn thôi. Chứ chị nó phải để lửa quá thì nó khét chứ. Em tưởng là để nó không bị khét. Không bị khét là đặc nào ô tô nó không bị khét chứ. Như vậy cái nào mà người nào mà đang trí á mua cái này thì tốt. Cái nó còn cái khác của em thì đó là scan fan nó để giờ đóng ngoài nó đen. Chị để lửa hoài nó, em để lửa hoài nó hoài cái gì mà không khét. Em cũng cháy luôn á, làm sao cháy rồi. Nhưng mà đảm bảo cái này nó đặc biệt là nhiều khi nó không phải khét, em để lửa hoài nó phải khét chứ. Nó không reset cho đồ ăn của mình. Nó không reset, không ra tên thôi chứ sao mà không khét được. Để về nấu ăn quên. Tại vì nó sao biết được cái gì khác cái kia đó. Cái đường mà chạy hết đầu. Rồi mà vừa đồ ăn vừa trái là nó khét. Nhưng mà nó khét nó khét là gì?
À nó bùng ra. Khỏi không không bùng trà hả? Cái thau này để là của nó hay dày hay của nó hả? Dày quá hả? Chỗ cái này hai chứ mà hồi không sang đâu. Đó vậy à. Để người ta bỏ sâm banh vô, đặng người ta bỏ đá bỏ dạ. Sâm banh vô dạ. Để chưng thì tươi nữa. Cái này nó giống inox mà. Ở trong này cứ mỏng mỏng ở trong. Dạ. Không phải inox. Dạ. Nó mạnh. Dạ. Nó tốt hơn inox. Aluminium mà kiểu dừa bằng nhôm hả? Không phải nhôm luôn, không phải nhôm. Dạ. Cái máy bay ấy hả? Các bạn làm cái máy bay. À, đây cái hệ thống nước lọc rồi bà con.